Rồi nha các bác ơi, tiếp tục thêm một xe hàng nữa để đến lấy những cái đơn hàng diệt côn trùng bên em đang đóng để gửi đi cho các bác. Một ngày bên em đang bán cực kỳ rất là nhiều rồi, các bác đi theo em. Em sẽ cho các bác là xem những cái đơn hàng của bên em đang được bán nhiều như thế nào nhá. Đằng sau em các bác có thể thấy ạ, toàn bộ đơn hàng đấy ạ, cực kỳ nhiều. Và ở đây thì ngoài những cái đơn nhỏ là đơn 1, đơn 2 nhá, thì như đơn thùng nhá, được tính đến số lượng vài trăm cơ ạ. Bởi vì sao? Ở đây là dòng sản phẩm này đang được bán cực kỳ chạy và được tin tưởng các bác sử dụng rất là nhiều từ Nam vào Bắc, đặc biệt là những cái vùng mà các bác đang trồng tiêu, điều, cà phê cũng như là sầu riêng nhé. Top 1 em thấy đây chai top 1 đây là 2 chai thì thấy nếu mà top 1 một ngày những cái đơn 2 này khoảng tầm độ hơn 100. Ừ. Còn đơn thùng thì khoảng độ 80 90 thùng 12 chai đấy. Còn chai lẻ thì em thấy đợt này ít hơn đợt trước thì chai lẻ nhiều, nhưng bây giờ lấy toàn đơn 2 chai, 5 chai với theo thùng nhiều. Rồi nha các bác nha, đấy các bác có thể thấy đấy ạ. Đây là những cái đơn thùng quay lại, là tức là các bác khách hàng mình quay lại mình sử dụng rất là nhiều đấy ạ. Vì hồi trước thì mới đầu thì bên em mở bán cái sản phẩm này thì các bác thường ấy, mọi người sẽ lấy số lượng ít là khoảng 1 hoặc 2 chai để sử dụng dùng và mình test thử sản phẩm thôi. Còn đến cái thời điểm hiện tại như này nhá, là các bác quay lại lấy số lượng hàng thùng này đấy và số lượng chục chai trở đi cực kỳ nhiều luôn. Thì các bác có thể hiểu là cái sản phẩm này nó chất lượng và hiệu quả như thế nào. Chai này của bên em thì đang có dung tích là 1 lít nha các bác nhé. Mình có thể pha được từ 1.200 đến 1.600 lít nước, cực kỳ đậm đặc so với những sản phẩm 1 lít thông thường có trên thị trường. Và đây là dòng thuốc mát, nên là kể cả thời điểm là cây đang ra hoa hay là đang ra quả non, cái thời điểm ấy cực kỳ nhạy cảm thì các bác đều sử dụng với cho em ạ. Cái dòng này thuốc mát nên là sẽ không lo cháy bông hay là cháy quả cho nhà mình đâu nha các bác nhé. Vậy nên nếu để nhận được cái ưu đãi cực kỳ hời trong ngày hôm nay thì các bác hãy để lại số điện thoại dưới video này để bên em sẽ có những bạn hỗ trợ tư vấn và giúp các bác nhận ưu đãi đặt hàng ngay trong ngày hôm nay.